Dạ, Vũ chào cả nhà. Chiều hôm nay Vũ cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện họ đạo Cao Đài thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ gia đình để đưa linh cữu của chú Huỳnh Văn Minh 65 tuổi tại khu phố 2, phường 5 thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của chú đi qua táng nha cả nhà ơi. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và anh em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ và lời cầu nguyện để linh của chú được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.